Hello mọi người, nhất là các anh trai sinh năm 1967 tuổi Đinh Mùi. Đây là video clip em làm về tử vi năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các anh. Có một năm sau nghiên cứu thì các anh có một năm nó khá chật vật, chủ yếu về mặt tình cảm gia đạo và một chút khó khăn về tiền bạc, chứ cũng không được suôn sẻ như cái năm này. Cái năm Đinh Dậu, tuy là năm Đinh Dậu là một năm về nghịch, về gọi là phong thủy tử vi, gây rất là nhiều khó khăn cho mọi người. Đáng lẽ là một năm nắng nhiều, nhưng thực ngược lại là một năm lạnh nhiều, mưa nhiều và lạnh nữa. Thì để đầu tiên hết á, thì có một năm như sau. Các anh đầu tiên người tuổi Đinh Mùi năm mạng á, thì mệnh là thiên thượng thủy. Thì các anh gặp năm Mậu Tuất là năm bình địa mộc, là các anh bị sinh xuất thủy sinh mộc ha, cho nên là bổ mạng cũng sẽ có bị yếu đi và có những rắc rối về sức khỏe. Sao á, thì các anh gặp sao kế đô ốm đau tai tiếng. Sao kế đô là một hung tinh ha, một sao xấu, nhưng mà nó xấu cho nữ nhiều hơn là xấu cho nam, cho nên là nó gây ốm đau tai tiếng chứ không có thất bại về danh lộc. Hạn thì địa võng là nhiều âu lo. Vận niên thì là dương hồi ngạn, dê về suối tốt cho người mệnh thủy. Thiên can là đinh gặp mậu, mà đinh là hỏa, mậu là thổ, với lại là hỏa sinh thổ, cho nên là sinh xuất, cho nên là tốn hao về tiền bạc và công việc, trong công việc. Địa chi Mùi gặp Tuất, thần Tuất Sửu Mùi ha, là trong tứ hành xung, rồi gọi là hung xung niên và xung niên, nhưng mà là thần Tuất là Mùi và Tuất thì là cùng hàng thổ trung bình, nó cùng hành thổ thôi. Như vậy là khởi một năm thì chúng ta có khá nhiều cái sự rắc rối, chỉ có mỗi cái vận niên là ok thôi, còn lại là chúng ta có những cái mà đã sinh xuất về bản mệnh ha. Sao thì gặp sao kế đô, khung tinh rất là xấu đối với nữ, nhưng mà đối với nam thì nó cao lắm, nó sẽ ảnh hưởng 50%. Nếu mà để mà xét tử vi thì chúng ta phải xét thiên tính của một cái tuổi, nam mạng hay nữ mạng, để chúng ta có thể luận được là năm nay nó như thế nào và nó ảnh hưởng ra sao cho cái công việc của các anh. Thì như cái tử vi mà trọn đời em đã chia sẻ thì các anh tuổi Đinh Mùi là người thường là hiền lành ha, nhưng cuộc đời là không may mắn, người hiền không may mắn, thường gặp trắc trở. Vì là cái tuổi của các anh là thổ, mạng là mạng thủy, cho nên là thổ nó khắc thủy, tuổi mạng nó tương khắc nhau. Công danh sự nghiệp hay bị chao đảo, nếu làm về kinh doanh là hay, rất là hay bị chao đảo lên xuống thất thường lắm. Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng tinh thần mà gọi là tinh thần thép trong kinh doanh, trong thương trường thì không phải là điểm mạnh của bản thân các anh. Dễ bị tác động của ngoại duyên. Vì vậy công việc làm ăn thiếu phần chủ động, sự nghiệp thì khó thành một cách nhanh chóng. Lại thêm các anh là người ít muốn tranh chấp hơn thua, không hay mạo hiểm với công danh, nên bỏ nhiều cái cơ hội mà gọi là phát triển. Thấy cái gì quá mạo hiểm thì không dám làm, không phải là không dám làm mà đắn đo quá, mà đắn đo quá thì đã vượt qua cái cơ hội đi. Đa phần người Đinh Mùi mà năm mạng là thích ăn nhẹ, thích an phận hơn là tranh đấu, không quá tham vọng, nên ý chí mà phấn đấu vươn lên không cao, chỉ là cứ bình mình cảm thấy đủ là được rồi. Nếu làm việc trong môi trường ít dao động thì các anh mới phát huy được cái tác dụng, cái khả năng mà bản thân mình có, cái thiên tính mình có. Thuận sanh mà mùa thu với mùa đông, người ta Mùi thì thường là phải thuận sanh mùa xuân để có ăn, còn anh thì các anh thì thuận sanh lại là mùa thu với mùa đông, thì được hưởng sự an nhàn sung sướng. Nếu như mà may mắn phối ngẫu với những cái người mà hợp tuổi thì các anh ở vào thời điểm này thì gia sản đã là rất là nhiều, tiền tài không thiếu. Nghịch sanh lỗi số thì rất là vất vả, thăng trầm công danh khó thành, sự nghiệp thì dựng lên rồi sập xuống, dựng lên rồi sập xuống 2-3 lần. Nhưng mà tất cả mọi người mà tuổi Đinh Mùi nam, dù là có linh binh đăng ban thì nữa thì đều được may mắn, gia đình hưng vượng và rất là nhờ phước của những đứa con. Người Đinh Mùi nam rất là nhờ con ha.
Như vậy là cái thiên tính của các anh nó cũng khá dễ thương, là người không có quá tranh đấu mà là người hiền lành. Như vậy thì sẽ có được phúc đức mà mình có lực. Nhưng mà thường thì những người đinh mùi nữ thì lại thích cái việc mà về bói toán, về về bói toán hoặc là về về tâm linh. Nhưng mà nam thì rất ít những người thích về tâm linh. Cái này thì tôi làm gì đó chắc từng bước một, tôi không cần phải tin ai hết, không cần phải tin gì hết. Nhưng mà không bán bổ, do là người hiền lành cho nên không bán bổ tôn giáo hay là gì hết, chỉ chẳng qua là không tin thôi, tin vào bản thân mình là chính. Sự nghiệp công danh của cái năm 2018, năm Mậu Tuất, các anh là bị sao kế đô chiếu mạng. Đây có thể là một hung tinh rất là xấu đối với là phái nữ, nhưng mà đối với phái nam á thì nó cũng có sinh bất lợi, nhưng mà nó giảm đi rất là nhiều. Cho nên nó là dễ gặp trở ngại tai nạn nè. Sao kế đô thuộc hành kim, đối với các anh á thì là mạng thủy, thì tức là kim sinh thủy, nó tương sinh, nên nó cũng sẽ không gây nhiều cái ảnh hưởng, ít bị thiệt hại. Nếu như mà gặp cái hung họa thì tới cuối cùng nó cũng sẽ chuyển đổi thành may. Như vậy là dù là gặp sao kế đô ha, mới đầu mà xét ở ngoài thì thấy có thể ghê lắm, nhưng mà đều có một cái xét vào nội tại bên trong thì chúng ta thấy rằng là các anh cũng không có quá lo lắng cái sao kế đô này đâu. Hạn thì là địa võng, cho nên là tinh thần có những cái vướng bận lo âu ha, làm việc gì cũng phải suy nghĩ, bất lợi cho sức khỏe và cuộc sống nó hơi thiếu niềm vui. Năm nay là sẽ gặp rắc rối, mình cứ suy nghĩ cái đầu mình cứ xoay theo nó. Vận niên là dương hội ngạn, là dê về suối, một cái vận niên tốt. Cho nên là tương đối có thời gian nghỉ ngơi thoải mái, không quá lo lắng về cái sự thiếu hụt về tiền bạc. Dương hội ngạn là một cái vận niên tốt. Nhưng mà về tứ trụ thì năm Mậu Tuất 2018 này là với thiên thì bị hư, địa thì bị hòa thôi, chứ còn không có được tương gì hết. Công việc làm ăn thì sẽ không được như ý, mưu sự thì lớn thì rất là khó thành. Thường có sự đổi thay, chuyển biến bất lợi trong cái công việc và mưu sự của mình. Gia đình tình cảm thì bình thường thôi, cũng không có quá tranh chấp, mà cũng không có nhiều điều tốt. Như vậy là cuộc sống về gia đạo thì cũng không có biến động gì. Đó là về tứ trụ ha. Như vậy phối hợp các yếu tố mà về tứ trụ ở bên trên, về mặt ngũ hành mà để luận giải thì năm nay can mậu, năm Mậu Tuất thì can mậu, cái can mậu thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, trung vận là thái thủy. Như vậy hỏa sẽ rất là vượng. Đối với mạng thủy của các anh là tương khắc, thủy nó khắc hỏa, năm nay hỏa nhiều mà chúng ta là thủy, chúng là thiên thượng thủy, gặp năm hỏa nhiều đi nữa thì cũng phải tốn cái sức để mà chữa hỏa ha. Có phần bất lợi về danh lộc lẫn sức khỏe. Sao hạn thì không tốt, vận thế cũng không có gì mà gọi là sáng sủa, dễ bị tốn hao thất thoát, gặp trở ngại chống phá. Hoàn cảnh vận thời thì bất lợi, nên công việc làm ăn khó khăn, mưu sự rất là dễ bị thua lỗ. Được vận niên dương hồi ngạn là khá tốt, nhưng chỉ nên làm việc vừa phải và nhỏ thôi, đừng có toan tính làm ăn lớn sẽ không hay. Công việc tuy khó khăn á, công việc nhỏ tuy nó khó khăn, nó va vấp á, nhưng vẫn sinh lợi, tránh được thiệt thòi thua lỗ. Đây là năm mà các anh phải nói là nên gọi là an phận thủ thường ở trong cái môi trường làm việc quen thuộc thì vẫn sẽ có thuận lợi, vật chất vẫn có thể sinh ra. Đây là năm mà nếu mà các anh mà quá tham vọng bôn ba thì sẽ chẳng được như ý đâu, mà còn thiệt hại thêm. Thành hay bại, thắng hay thua thì năm nay không vận vào vận thế nhiều đến mức vậy, mà là do vận vào cái tham vọng và cái ý chí của các anh là chính. Cho nên là nếu như mà nói về ngũ hành thì năm nay là một năm khá trung bình, chả có cái gì là tốt đẹp. Cho nên là các anh cứ đều đều bước như vốn dĩ các anh đã làm từ xưa tới giờ. Các anh này thì không có thích mà nhảy vọt, cứ vừa đều đều bước. Mùi mệnh thủy tuy là nó có hơi ào ào hơn các mệnh mộc, mệnh thổ, nhưng mà người tuổi mùi thì vốn dĩ là những người thích cái sự bình lặng, thăng tiến đều đều chứ không có cần vượt bậc. Như vậy mà xét về mặt tử vi thì năm 2018 tiểu vận là đi vào bại địa,
bất lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ, đồng thời có thể là chiêu cảm các cái sự chẳng lành do sao hạn xấu nó gây ra. Nhưng mà rất may là các anh đang trong đại vận 10 năm, tức là từ năm 52 tuổi đến năm 61 tuổi đó là đại vận 10 năm. Cái giai đoạn mà đại vận này là công danh gia đạo có rất là nhiều điều tốt đẹp, an vui ha, sự nghiệp phát triển mà vững bền. Cho nên là gặp cái tiểu vận xấu này á, của cái trong cái tiểu vận xấu trong cái đại vận ha, thì nó cũng không có phát huy hết khả năng xấu của bài địa, mà nó được cái đại vận bao trùm lên nó, cho nên nó sẽ giảm phần khó khăn thất bại cho cái năm này. Tọa cung tiểu vận thì có thiếu âm nè, hồng loan, thiên hỷ, lưu hà, hội cùng tam đức, đó là phúc đức nè, thiên đức ha, và mộc đức. Thì các anh vẫn có nhiều cơ hội để phát huy cái sở trường nhờ sự giúp đỡ của quý nhân từ xưa đến giờ. Tuy nhiên khó khăn chống phá nó cũng bao quanh các anh, cần các anh năm nay phải cần tốn tâm lực, trí lực hơn những năm khác mới mong đạt được những cái kết quả mà mình mong muốn của mỗi năm. Với tuổi mà ngoài 50 á, này á, thì các anh á, nên dành cái thời gian gọi là củng cố cái vị trí hơn là phát triển đi lên. Cái vị trí của mình xây ghế cho chắc thì nó sẽ tốt hơn, đúng không? Hơn là vươn lên. Thì nếu như năm nay không phải là năm để mình vươn lên, năm nay là mình chỉ vững ghế là ok rồi ha. Sẽ giảm bớt bắt trắc, duy trì được vị thế đang có để tâm trí bớt lo âu, có lợi cho sức khỏe. Đang ở vào cái năm gọi là suy yếu, sức khỏe của các anh năm nay sẽ dễ bị suy yếu lắm, do là mệnh của chúng ta bị sinh xuất ha, thủy sinh mộc, cho nên là các anh cần bảo vệ cái bản mệnh, cần cái bảo vệ cái sức khỏe của mình là chính. Thì trong hạn, trong lưu hạn thì có tấu thơ thái tuế, như vậy mà có thái tuế ở trong hạn thì báo hiệu cuộc sống gặp nhiều rắc rối phức tạp, đầy rẫy những lo lắng buồn phiền. Đối với mà những cái người mà kinh doanh mà thương mại tự do đó thì cái thái tuế với lại tấu thơ này nó đi chung thì sẽ tạo ra nhiều cái điều như vậy. Tuy nhiên nó lại rất có lợi cho các anh đang hành nghề mà cần cái sự thuyết phục, nói người ta ví dụ như là môi giới rồi này kia thì rất là ok. Và nhất là những người mà đang làm lãnh đạo ở những vị trí chủ chốt thì họ có tấu thơ và thái tuế đi chung thì cái lời nói của họ ban ra nó sẽ rất là có giá trị. Các anh có một cái điều may, các anh mà ở vị trí này, mà thường các anh ở vị trí này thì thường là hiếm người làm trưởng, đa phần là người làm phó. Thí dụ như là trưởng nhưng mà mình làm phó trực thôi, thực chất là các anh giải quyết các công việc, nhưng mà các anh là không thích cái vị trí trưởng, hoặc là không có thích cái áp lực của vị trí trưởng, mà thích cái gì phải phó để mình giải quyết công việc được thôi. Tử vi thì có tham lam, hoa cái, mộc dục, tọ hạn, báo hiệu sẽ có những bất hòa, tốn hao, bất ổn từ gia đạo cho đến công danh nếu các anh quá tham vọng tranh quyền độc lợi ở trong cái năm Mậu Tuất 2018 này. Nữa nha, mình có tham lam, hoa cái, mộc dục thì cho nên là mình, bởi vậy mà ở trên mình kêu là đừng có khởi nhiều tham vọng quá, sẽ gây ảnh hưởng cho công danh của mình. Bên cạnh đó cung mệnh là có thái âm, câu dảo, thì thái âm là một cái phúc tinh, nhưng mà nó đi chung với câu dảo thì dễ sinh nhiều chuyện phiền lòng do đồng nghiệp gây ra, nhất là những người mà từng là thân tính tay trái tay mặt với mình. Nên năm Mậu Tuất này nên tránh những cái xảy ra tranh chấp sẽ bất lợi cho đại cuộc và những toan tính mà của các anh đã gây dựng. Cung tài bạch đó, năm Mậu Tuất 2018 đó, thì có đại hao lưu chiếu ha, thì đây là một bại tinh gây tốn hao. Có đại hao mà thì rất là tốn hao, nhưng mà rất may á, thì có ông triệt, ông đồng tọa với đại hao, cho nên là ông triệt tiêu ông đại hao đi rất là nhiều. Nên vấn đề tiền bạc á, thì không có phải mất, mà là chỉ ở mức trung bình ha. Gia đình cũng có nhiều cái chuyện tốn hao nhưng mà không có quá lớn. Rất may một điều nữa là trong lưu hạn này á, trong lưu chiếu thì có cả thiên trù và lưu ni vân tinh lưu chiếu, thì các anh sẽ không lâm vào khó khăn thiếu một tiền bạc đâu. Nhưng mà nếu mà gọi là để năm nay mà tích lũy mà tiền bạc thì không phải là một năm đúng ha. Nhìn chung các mặt á, năm nay á, thì các anh mà tự mình mà khống chế được cái tham vọng của mình
đừng có cái tham vọng mà vượt lên làm lớn thì là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Năm nay thì sẽ có nhiều chuyện trái ích nghịch lòng ha. Công danh sự nghiệp nên là năm bảo toàn hơn là năm mà mình phát triển lên. Nếu muốn cố tham vọng á, cố tranh giành đoạt lợi thì khó tránh khỏi thất bại và tốn hao sức khỏe. Đây là một năm gọi là tương đối trung bình, gọi là trung bình thôi, không khá, không tốt, không gì cả, cả về mặt tử vi cũng như là ngũ hành đối với tụi của các anh về công danh sự nghiệp. Như vậy là không xấu là mừng rồi ha. Mới đầu mình thấy cái sao cái đô là mình thấy quải quải, nhưng mà vào bên trong thì có những cái tinh quân tốt chế hóa được điều đó, thì mình làm cho các anh sẽ ok hơn. Thì để xem thử có tình cảm gia đạo của năm Mậu Tuất này đối với các anh như thế nào. Năm Mậu Tuất 2018 á, thì báo hiệu gia đạo á, có nhiều rối rắm tốn hao. Vì sao? Vì có tham lam trực chiếu nè và mộc dục ở hạn. Các anh tuổi Mùi mà có tham lam ở này á, là dễ sanh ham chơi, khởi nhiều ham muốn dục vọng, sẽ gây bất lợi cho tình cảm gia đạo. Vợ chồng á, sẽ khó tránh xích mích ha, mà thậm chí là có thể lâm vào tình trạng chia đôi nếu các anh không chịu chế hóa bớt cái tính gia trưởng của mình. Các anh không phải gia trưởng là các anh phải gọi là bạo lực gia đình, nhưng mà các anh gia trưởng trong tâm trí các anh, cái gì các anh quyết là không bao giờ có thể thay đổi. Và cái nữa đó là do năm nay mộc dục và tham lam đi chung thì các anh rất là dễ có ngoại duyên, cho nên là các anh phải cần dẹp bớt cái ngoại duyên đi, nếu không là sẽ có chia ly gia đạo. Đây là một năm mà các anh rất là dễ bị ngoại duyên gây rắc rối về cả gia đạo lẫn sự nghiệp ha, cho nên là các anh cẩn thận ha. Cái gì chứ mà ảnh hưởng tới gia đạo sự nghiệp thì mình cần phải chế hóa lại. Với một số hỷ tinh hội chiếu thì các anh năm nay sẽ có được một cái niềm vui, đó là con cái nó cũng có những cái niềm vui về thành công trong học tập và công việc ha. Tử vi có tuần á, có ông tuần ổng nằm ở tại Ngọ Mùi, triệt thì nằm tại Thân Dậu. Các anh á, thì các anh này á, là các anh mà tuổi Mùi á, tuy là ít nói nhưng mà nói câu nào là chắc câu đó và rất là dễ thu hút lòng người. Có thể tạm thời á, các anh sẽ vượt qua được những cái lỗi lầm, có thể là che giấu được vợ ha, nhưng mà không thể che giấu mãi được, quan hệ với người khác phải chắc chắn sẽ đem tới cái sự rắc rối cho các anh ở trong năm nay. Và ngay cả là với trong công việc mà thậm chí mà đã có rắc rối thì công việc sẽ bị ảnh hưởng và cái người khác sẽ gây oán thù tạo ra cho các anh cái nghiệp mà các anh phải giải quyết. Rồi cái đó là về mặt tình cảm. Thế thì về mặt sức khỏe thì năm 2018 sao chiếu mạng thì bất lợi, sức khỏe sẽ thất thường, có thể là sẽ gặp tai nạn nữa. Tại vì do mà bản mệnh mình bị sinh xuất thì nó rất là rắc rối, nên quan tâm đến bệnh khu vực ở thân ha. Bổn mạng là bị sinh xuất cho nên là có suy nhưng không quá nguy nan. Tức là bổ mạng và sinh xuất là có suy giảm sức khỏe rồi này kia, nhưng mà không có phạm thân như là nữ ha. Các anh cũng có may mắn đó, chứ nếu mà sao cái đô này mà nặng là chết luôn á. Như vậy thì đó là những cái chia sẻ cơ bản về tử vi năm Mậu Tuất 2018 đối với tụi của các anh. Một cái năm mà có thể nói là chỉ trung bình thôi ha. Có rắc rối về cả gia đạo, có rắc rối về cả công danh sự nghiệp, nhưng mà nếu như không tranh quyền đoạt lợi thì các anh vẫn có thể bảo toàn cái vị trí của mình, cũng như là tiền bạc không có hao đi ha. Dù rằng chúng ta có đại hao nhưng mà chúng ta có triệt ở trong cung, có tuần ở trong tại Ngọ Mùi thì chắc chắn là sẽ làm cho chúng ta bớt hao tốn và có được tiền tài như mong muốn. Nhưng mà nếu mà gọi là để một năm có dư giả thì không phải ha. Thì để mà chắc ăn hơn nữa thì em có làm thêm cái phần vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Mậu Tuất 2018 cho tụi của các anh, để các anh có thể ứng dụng nó vào cuộc sống và coi thử là với những cái sinh xuất của bản mệnh
là cái những cái điều không tốt của thiên can có mình nó sẽ xảy ra ở những cái tháng nào xung và tháng nào không xung ha. Đầu tiên hết thì năm Mậu Tuất 2018 tháng Giêng, tức là tháng Giáp Dần, một tháng thủy. Như vậy là mệnh sẽ đồng hàng, chúng ta cũng thủy và gặp thủy là bản mệnh đồng hàng, cho nên là bản mệnh tốt. Thiên can Đinh Giáp thì không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ. Mùi Dần về địa chi thì cũng vậy, cũng không xung không hại gì hết. Như vậy là tháng Giêng khởi đi một cách rất là ok, chúng ta có mệnh đồng hàng, khỏe khoắn, sức khỏe không còn phải lo lắng. Thiên can Đinh Giáp là như đã nói thì đó là không có tương sinh, không có cân bằng tự chủ. Tuy nhiên nạp âm ngũ hành của thiên can, tức là Đinh Hỏa Giáp là mộc, thì được gọi là tương sinh, mộc sinh hỏa mà, cho nên là thiên can của chúng ta có thể nói là công việc khởi đầu của năm này, năm Mậu Tuất sẽ có những cái điều chuyển biến tích cực, thậm chí là có sinh tài lộc, có thể là ký được cái hợp đồng mà có thể làm cho cả năm. Như vậy là một điều tốt ha, khởi đầu năm mà chúng ta có được cái sự sinh tương sinh về thiên can là công việc nó sẽ hanh thông, tạo ra chúng ta có nhiều cái điều thuận lợi. Mùi với Dần thì không có gì tự chủ hòa bình, cho nên là gia đạo của chúng ta cũng không có gì rắc rối, có thể nói là một tháng Giêng, tháng Tết thoải mái, đầu óc ha, ăn chơi được, vui vẻ, sức khỏe cũng tương đối, không đến nỗi nào, tháng này tháng ăn chơi mà. Rồi tháng thứ hai là tháng Ất Mão, một tháng thủy tiếp, thì như trên chúng ta cũng là mệnh với lại tháng đồng hàng, cho nên là chúng ta tốt về bổn mệnh, sức khỏe không phải lo lắng. Chữ Đinh và chữ Ất cũng vậy, không xung không gì hết ha. Địa chi thì có nhóm tam hợp Hợi Mão Mùi là một điều may mắn. Như vậy tháng 2 này qua tháng 1 đã thành công, và tháng 2 chúng ta còn thành công hơn nữa. Lý do sao? Chúng ta thủy đồng hàng thì sức khỏe nó ổn định, sức khỏe tốt ha. Chữ Đinh với chữ Ất là về tử vi thì nó không có khung khắc, không có hợp nhau, nhưng mà về làm âm ngũ hành, chữ Ất nó là mộc, chữ Đinh hỏa, mà mộc sinh hỏa nữa, thì chúng ta cũng giống như tháng Giêng, chúng ta có được cái sự tương sinh về nạp âm ngũ hành của thiên can. Như vậy là chúng ta có được cái sự may mắn. Bên cạnh đó chúng ta có địa chi tam hợp. Và địa chi tam hợp là sao? Gia đình vui vẻ, các nhiều khác, nó rất là nhiều điều may mắn trong tháng này. Như vậy là khởi đầu của năm Mậu Tuất 2018, các anh có dù là gặp sao kế đô, nhưng mà các anh có hai cái tháng rất là ok khởi đầu, có thể công việc sẽ tạo ra nhiều cái điều thuận lợi, mà chúng ta có được cái sự khởi động êm ái, đầu xuôi thì đuôi nó sẽ lọc. Như vậy thì nó rất là tốt cho các anh ha. Tháng thứ ba của năm Mậu Tuất, tức là tháng Bính Thìn, một tháng thổ, thì tháng này không may mắn như hai tháng trên, chúng ta bị thổ nó khắc thủy. Tháng khắc bản mệnh của chúng ta thì nó sẽ bổn mệnh sẽ yếu, sức khỏe không có được ok, cho nên là các anh cần cẩn thận. Gặp các anh gặp sao kế đô nữa, một cái sao gây ốm đau và tốn hao. Tuy nó cũng ảnh hưởng cho nữ nhiều, nhưng mà nó cũng sẽ có tác dụng. Thiên can Bính Đinh thì không xung không hợp, bình thường. Mùi Thìn thì Thìn Tuất Sửu Mùi, nó nằm trong tứ hành xung, nhưng mà nó cách nhau xa quá rồi thì nó cái sự xung khắc nó cũng rất là nhẹ nhàng, không có chuyện gì xảy ra đâu. Thì địa chi thì về ảnh hưởng về gia đạo thì chắc là gia đạo cũng không có chuyện gì. Như vậy là tháng 3 này thì chúng ta phải cần chú ý về bổn mệnh, chúng ta là chính, các anh là chính đúng không? Lý do là sao? Vì là tháng nó bị tương khắc, tháng nó khắc bản mệnh chúng ta, thì chắc chắn là khi đó nó sẽ tạo ra những cái có thể là bệnh, nó còn thể tai nạn, nó sẽ trục trặc. Bản mệnh mà khắc tháng thì còn đỡ, tháng khắc bản mệnh thì chúng ta giống như là các cái tinh quân tốt của chúng ta bị mây nó che đi, mà tinh quân xấu thì càng ngày nó càng phát huy tác dụng ha. Cho nên là cần cẩn thận. Rất may thiên can của cái chữ Bính Đinh thì nó cùng hành hỏa, cho nên là ok. Nhưng mà cùng hành hỏa, hỏa nhiều quá nó lại tương khắc bản mệnh, cho nên là cần cẩn thận, công việc làm cũng có sẽ có những cái mà gọi là trục trặc, nhưng mà không lớn, nhỏ như thôi chúng ta giải quyết được, không sao hết ha. Rồi đến tiếp tục thì là tháng tư, tháng này là tháng Đinh Tỵ, tháng thổ. Như trên thổ nó khắc thủy, cho nên là bản mệnh chúng ta xấu, sức khỏe yếu, bổn mạng cần cẩn thận ha.
chữ đinh của đinh tỵ và đinh của chúng ta là cùng hàng hỏa. Công việc nó sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, công việc nó không có hình gì hết, nó vẫn êm đẹp như vậy là ổn. Địa chi mùi và tỵ thì tự chủ bình hòa nhau về tử vi. Tuy nhiên là về nạp âm ngũ hành đó, mùi là thổ, tỵ là hỏa, như vậy là hỏa sinh thổ, cho nên là ngoại duyên sẽ có ngoại duyên phát sinh, có một chút rắc rối của gia đạo. Có thể là chúng ta thì cảm thấy rằng ngoại duyên là tốt, các anh mà đàn ông mà có ngoại duyên có ông bà là khoái, nhưng mà nó sẽ tìm mở cái sự rắc rối. Do sao? Do là mệnh của chúng ta bị tương khắc, cho nên là các tinh quân tốt sẽ bị chế hóa và tinh quân xấu sẽ phát huy tác dụng, và như vậy nó sẽ tạo ra cho các anh nhiều điều rắc rối. Các anh tháng này cũng phải cần cẩn thận bản mệnh, sức khỏe và đặc biệt là tai nạn. Rồi thì vì sao chữ đinh của chúng ta cùng hành hỏa luôn mà, bính đinh cùng hành hỏa, hai cái tháng này tháng 3 và tháng 4 nó khá giống nhau, cho nên là các anh cần cẩn thận nhiều thứ hơn. Rồi đến tháng 5, tháng 5 của năm Mậu Tuất là một tháng hỏa, tháng này là tháng Mậu Ngọ. Như vậy là mệnh của chúng ta, mệnh thủy sẽ khắc tháng hỏa, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe bản mệnh yếu kém. Cẩn thận thiên can đinh mậu thì nó cũng không xung không khắc gì nhau hết ha. Tuy nhiên địa chi mùi ngọ là thuộc nhóm lục hợp, mà lục hợp thì đem rất là nhiều may mắn, nó hợp mà về gia đạo đồ này kia rất nhiều thứ ha. Thì như vậy là bản mệnh khắc tháng, hồi nãy ở trên là tháng khắc bản mệnh, bây giờ xuống dưới này là bản mệnh khắc tháng, thì chúng ta cũng phải đề phòng cái việc về sức khỏe và bổn mạng của chúng ta là chính ha. Thiên can đinh với mậu về mặt tử vi là không xung không hợp nhau ha, nhưng mà về mặt nạp âm ngũ hành đó, thì đinh là hỏa, mậu là thổ, như vậy là chúng ta bị sinh xuất, chữ đinh của chúng ta sinh xuất thổ, thì cho nên là công việc chúng ta sẽ phải tốn hao. Đây là cái thời điểm mà ông đại hào hay hoạt hành nhất, tại vì chúng ta mệnh thủy hai tháng này tháng hỏa, năm nay là năm hỏa vượng, cho nên là sẽ gây cái sự rắc rối trong công việc, và khi rắc rối công việc sẽ tốn hao, sẽ tốn tiền bạc. Gặp tháng thì chúng ta bị tương khắc bản mệnh, ở bản mệnh chúng ta bị che rồi, cho nên là nó sẽ không chế hóa được. Nhưng mà rất may cho các anh đó là địa chi của các anh là có thuộc nhóm lục hợp, nó cũng sẽ phần nào đem sự may mắn, chế hóa được bớt cái xui rủi của cái sinh xuất thiên can đi, cho nên đó là có may là có ông tuần, rồi cho nên là tháng này thì nếu là các anh thì em sẽ cẩn thận việc làm ăn ha, chi xuất tiền bạc, giấy tờ ký tá thì phải cẩn thận, đừng để mà xảy ra cái chuyện mất mát cho tiền bạc trong này. Thứ nhất là tháng này thằng nào mượn tiền đó thôi, anh này không có tiền, tháng khác đi mượn, tháng này không có tiền ha, chứ gì tháng này cho nó mượn là nó đi luôn á ha, các anh cẩn thận. Rồi tiếp theo là tháng kỷ mùi, một tháng hỏa nữa, thì chúng ta thủy khắc hỏa, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe yếu kém, bổn mạng yếu, chữ đinh kỷ không xung không hợp gì hết. Rồi tháng này là mùi, mùi địa chi, tháng này là tháng tuổi của chúng ta, tháng tuổi của các anh. Thì sao mà chúng ta các anh lại bị thủy khắc, bản mệnh là thủy khắc hỏa nữa, là bản mệnh nó tương khắc, chữ đinh thiên can á là hỏa, chữ kỷ nó cũng là thổ, cũng là sinh xuất. Tháng năm tháng sáu này khá giống nhau, nhưng mà tháng sáu nó còn tệ hơn tháng năm nữa, tại vì địa chi của tháng năm là cùng là tháng tuổi, mà tháng tuổi thì người ta gọi là năm sinh tháng đẻ mà. Các anh ví dụ như đinh mùi gặp đinh mùi luôn á, thì cái sự xung khắc của tháng á, nó sẽ nhẹ đi. Nhưng mà các anh đinh mùi là thủy, các anh gặp kỷ mùi hỏa thì chắc chắn các anh sẽ có rắc rối. Là các anh thì thật sự mà nói là hai tháng này thì nó chủ vào công việc ha, thì nó sẽ tạo nhiều điều khó khăn cho các anh ở trong công việc. Và thậm chí là nếu mà tháng mùi này thì em không khó, nếu như mà luận đúng tử vi thì đây là tháng mà ngoại duyên của các anh sẽ gây rắc rối, gây cho các anh sự tốn hao và tốn trong tâm trí để giải quyết những công việc, cho nên là cẩn thận. Tháng này gọi là dĩ hòa dư quý, ngồi im một chỗ ha, đừng có mà đèo vòng hay là tranh giành cái gì ở trong tháng này,
và tốt nhất là bản mệnh chúng ta bảo vệ được. Như vậy là xét về tổng thể 6 tháng đầu năm Mậu Tuất 2018 thì về công việc thì nó không có gì quá khó khăn, chỉ là hai cái tháng hỏa nhiều thì các anh không nên đầu tư, không nên ra tiền, đó là hai tháng tháng 5 âm lịch và tháng 6 âm lịch. Còn 4 tháng đó là từ tháng 4, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 là các tháng bị bản bệnh, các tháng hoặc là tháng các bản bệnh thì sức khỏe của các anh vẫn là vấn đề chính ha, bổn mạng sức khỏe của các anh vẫn là vấn đề chính. Tại vì các anh gặp sao kế đô, cái sao ốm đau và rất là hay thị phi. Cho nên là các anh cần cẩn thận, đừng có manh động. Như vậy là khởi nguồn thì 6 tháng thì 2 tháng đầu tiên là 2 tháng cực tốt, các anh có khởi động tốt, nhưng mà 4 tháng tiếp theo sẽ rất là nhiều khó khăn đang đón chờ các anh. Mong rằng những chia sẻ này sẽ giúp được các anh có những cái nhận định tốt cho cái năm Mậu Tuất 2018, để mà các anh có được cái cương nhu trong làm ăn cũng như là ứng xử trong gia đạo một cách mà gọi là ổn thỏa, để mà có được tiền tài, có được những cái thứ mà các anh mong muốn ở trong cuộc sống. Nếu như mà các anh xem video thấy hay, các anh nhớ bấm like và chia sẻ. Các anh tuổi Đinh Mùi cẩn thận hơn, nhiều điều hơn ha. Các chị đỡ một chút xíu, nhưng mà với những cái gì mà tuổi Đinh Mùi hay làm, đó là sự chậm và chắc ở trong cái thiên tính của mình, thì hy vọng rằng nó sẽ không đem đến quá nhiều cái sự bất trắc trong cái năm này. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Nếu như ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, nhớ bấm đăng ký bên dưới để đón chờ tử vi của năm Mậu Tuất 2018 tuổi của mình cũng như người thân và bạn bè. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.